bạn thân mến, để tìm hiểu thêm về phòng trọ tại Florida, mình sẽ đưa các bạn tới xem hai dãy phòng trọ mà mình làm chủ. Đây là dãy thứ nhất. Giá cả thì mình cũng chỉ là đoán thôi, tại mình không bán thì mình không biết giá rất rõ. Người ta mua trả mình là 2 triệu đô la, mà có người nói mình lại giá là 2,5 triệu đô la, mình không bán, thành ra mình không có mà trả giá. Phòng trọ ở đây, chỗ này thì rất là mắc, tại vì nó gần biển thì mình có thể cho mướn tháng hoặc là mình cho mướn phòng từng ngày theo diện Airbnb. Làm theo diện Airbnb thì rất là nhiều tiền, thì mỗi một căn nó là 2 phòng, là 1 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và nhà bếp. Trang trí có điện, có máy lạnh, máy bếp, máy nấu bếp và máy để mà điều hòa không khí. Ở đây là 2 bên, mỗi bên là 10 căn, ở giữa là nó có vườn trồng cây dừa, cây chuối cho nó thoáng. Đi bộ là chừng 5 phút là tới biển. Thì những cái dãy phòng trọ gần biển thì rất là giá rất là mắc, tại vì đất ở biển thì bây giờ là không có để cất phòng trọ nữa. Người xây dựng họ muốn mua lại những cái phòng trọ như vậy để họ lập ra hết họ cất khách sạn 5 sao. Thì tại như vậy thành ra giá mới cao. Nếu bạn đi mua những phòng trọ hơi xa biển thì có khi là giá là một nửa thôi. Thì mỗi một căn phòng trọ họ có cửa của họ, có phía trước họ, cái này là máy điều hòa không khí các bạn. Mùa lạnh thì đưa nó ra máy lạnh, ra hơi lạnh. Mùa nóng, mùa nóng thì nó ra hơi nóng, ra hơi lạnh. Mùa lạnh thì nó ra hơi nóng. Đây là một anh đang ở phòng trọ, anh ngồi trước cái sân của ảnh, phải là cửa đi vô vậy ha. Dãy thứ hai mình đi với các bạn coi, sau này thì nó là 30 căn phòng trọ, thành ra giá nó mắc hơn, chỉ giá chừng 3 triệu. Mình chỉ đoán chừng vậy thôi, chứ mình không biết giá chính xác là 3,2 triệu, 3,5 triệu khi nào mình bán á, mình phải thương lượng giá cả. Phòng trọ ở đây rất là khó mua, tại vì những phòng trọ tốt, nhiều tiền như vậy, có khách như vậy thì người ta không có bán, mình cũng không có muốn bán. Một phòng trọ, một căn phòng vậy là mình cho mướn là 1,500 đô. Mình hồi ngày xưa mình mua là mình mua 250 ngàn đô la nha bạn, là cách đây 20 năm. Thì bây giờ nó là lên 2 triệu. Này, con mèo của người mướn nhà nó già rồi nhưng mà nó cũng ngoan lắm, ai cũng thương nó hết. Có một con mèo trẻ nữa mà đi đâu mình có thấy, thì người mướn nhà họ cũng có mèo có chó để họ chơi. Chỗ mình thì là mình cho mèo cho chó, tại nó là thấp có vườn bông rồi chó nó chạy ra chơi cũng được. Con mèo này dễ thương quá. Mua phòng trọ tại Mỹ rất là lời, tại mình lời hai cái, mình lời là mỗi năm mình tăng giá tiền nhà lên, và mỗi năm cái giá cả của đất đai, của bất động sản nó cũng tăng lên, thành ra mình tăng được hai cái. Khi mình mua bất động sản là mình phải lựa những chỗ nào mà cho nó yên tĩnh, nó đẹp, nó gần trường học, gần biển, để cho người mướn nhà thuận tiện. Phòng trọ tại Mỹ thì mình phải phải tính toán là luôn luôn, nếu mà cái một dãy 20 căn thì là chung quanh cái phòng trọ đó phải có chừng 20 căn, 20 cái chỗ bãi đậu xe. Ở Mỹ khi mình có phòng trọ mới thì là chính phủ phải tính cho phải
phải tính là một phòng trọ thì là một chỗ đậu xe, sẽ có hai chỗ đậu xe để dành cho người tàn tật handicap. Này có để cái bàn để người ta ra đặt cho người ta chơi và nấu ba người chiêu. How you been, Andrea? Này những con chó của người muốn nhà. Ở chỗ này là sướng lắm, đi 5 bộ, đi bộ 5 phút là ra tới ngoài biển. Thành ra người ta thích mướn ở đây lắm. Cái 7 chủ nhật thì họ dắt con cái của họ đi ra biển rồi. Họ cũng thích đi xe đạp để có thể thao, nó gọi có xe đạp nè. Mua phòng trọ tại Mỹ thì mình muốn đầu tư tại Mỹ thì rất là tốt, tại vì không phải cần trả xanh mà cũng không phải là gom hết tiền để mua. Ví dụ bạn mua một phòng trọ 1 triệu đô la thì bạn chỉ cần có chừng 150.000 đô la và 200.000 đô la thì ngân hàng sẽ cho bạn mượn tiền để mua phòng trọ. Khi mua phòng trọ bạn phải tính toán làm sao mà tiền thâu nhà đủ để trang trải những chi phí là trước nhất là mỗi tháng phải trả tiền ngân hàng, thứ hai là phải có tiền để mua bảo hiểm. Nếu bảo hiểm các bạn hai dãy này, bảo hiểm của mình là 5.000 một năm là bảo hiểm về bảo, thì 5.000 một năm là tại mình mua vậy. Là nếu mà mình hư cỡ chừng 10.000-15.000 đô là tự mình sửa, nên là hư nặng nhiều tiền phải bảo hiểm mới sửa, cái gói này gói thì nó nhẹ, rồi phải tiền để mà sửa chữa nhà cửa. Thành ra mình tính toán như vậy ha. Cái dãy này là dãy thứ hai thì nó mắc tiền hơn, tại nó là tới 30 căn, coi nó nhỏ vậy cho nó trên lầu dưới lầu xuống thành 30 căn, thì là giá của nó là mấy người mà mua giúp động sản nói mình á là cỡ chừng 3 triệu đô. Ngày xưa mình mua đó là mình trả là 350.000 đô, cũng vậy đó. Mỗi một căn ở trong là một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm. Và trang ở đây ở Mỹ cho mướn nhà là mình phải trang bị hết, có tủ lạnh cho họ, có bếp điện cho họ, bếp ga hoặc là bếp điện, có máy điều hòa không khí nha bạn, mà hư thì mình phải sửa liền. Như là máy lạnh á thì mùa lạnh á thì nó đem hơi sưởi, còn mùa nóng thì có máy lạnh có hơi lạnh. Khi lúc nào mình cũng chuẩn bị những cái máy lạnh dư giả để mà hư là mình đem tới mình gắn thế liền, rồi mình đem mấy cái máy hư đi sửa sao. Tại vì nếu mà những người già hay là con nít không có máy lạnh, nó họ thở không được á, thì sẽ liên hệ tới tính mạng của họ, thì mình sẽ bị đền. Thì bảo hiểm á, nó chỉ đền khi nào mà những chuyện tai nạn xảy ra là do chuyện tai nạn, chứ không phải là do chủ không có chủ không có săn sóc cái phòng trọ của mình. Thành ra lúc nào bạn cũng nên nhớ, nếu bạn mua phòng trọ mà bạn phải mua bảo hiểm thì bảo hiểm chỉ trả về những tai nạn như là cháy nhà hay là người ta té thì nó đền, chứ còn nếu mà mình không săn sóc chỗ mà để chỗ để mà người ta trượt té vì dơ giấy hay là bị sát lưới là không có được. Mà xung quanh chỗ thì phải dọn dẹp rất là sạch sẽ, bạn biết không có một miếng rác nào. Ai đốt rác thì cũng có đủ ra ngoài là phải dựng cái chỗ mà đốt rác, chỗ mà rác. Tại vì nếu mà họ như ví dụ người mướn nhà mà họ để họ dựng cái cũ ra ngoài đường đó, là mình phải mau mau mình kêu mình đem cái đồ cũ vô chỗ, để vô chỗ đựng rác đàng hoàng. Nếu không có thanh tra nó sẽ tới, nó sẽ phạt. Nó phạt là khi nó phạt 1.000 đô một ngày cũng có ha. Cái phòng trọ phải sơn sửa cho đẹp, cửa nẻo phải đẹp, kiến nó phải đẹp, phải là functional, phải lúc nào phải tốt. Tại thanh tra họ đi coi ở cái trong chung quanh phòng trọ là không có một miếng rác, không có một cái gì hết nữa. Bây giờ này người ta đi làm mình không có chiếu bên trong được, tại vì người Mỹ nó không cho phép mình quay cảnh bên trong của nhà của họ, thế là mình không mới vô được. Cũng đại khái là trong cũng là không có to lắm, không có nhỏ lắm, cũng vừa thôi.
thì khu này là rất là dễ mướn, tại vì nó gần biển, nó gần trường học, gần chợ búa, thì nên người ta cho mướn nhiều. Mua phòng trọ khó lắm bạn, người ta làm có thu tiền thì người ta không có bán, người ta chỉ bán phòng trọ khi mà hoặc là họ ly dị, hoặc là những công ty đó họ bán đi những cái phòng nhỏ như vậy 20-30 phòng nhỏ để họ lấy tiền họ gộp lại đó, họ mua những vậy cả trăm phòng trọ thì họ mới bán, chứ không thường thường là khó bán lắm. Và khi mà kêu bán là những người trong môi giới bất động sản là đầu tiên là họ mua trước, họ mua trước để họ trong nghề, họ biết giá, họ biết chỗ, họ mua trước rồi đó thì hoặc là nếu họ không mua đó thì họ kêu khách của họ mua. Khách muốn mua phòng trọ nhiều lắm bạn, người ta người ở đây cũng có, người ở tiểu bang khác cũng có, người ở quốc gia khác cũng có. Thì vừa rồi là mình đã bán một dãy phòng trọ mà nó là 550 căn, thì mình bán 7 triệu đô la, tại vì nó mới mà nó đẹp, là bán cho một người Việt Nam. Thì anh này anh ở Việt Nam, anh muốn đầu tư một phần tiền anh qua bên Mỹ để cho nó đẻ tiền ra nhiều, anh góp có 20% thì nhà băng cho mượn hết, thì anh góp 2 triệu nhà băng cho anh mượn 7 triệu, thì nếu mà anh thì 10 năm nữa là cái 2 triệu anh nó sẽ đẻ ra là 7 triệu 8 triệu, mà tiền này tiền chắc chắn, tại nước Mỹ là luật lệ đàng hoàng, không có chuyện mất nhà, không có chuyện bị tịch thu nhà gì hết các bạn. Nếu mình giữ gìn cái mướn nhà thì cái đen nó chỉ giờ để đầu tiên mình đưa cho bạn coi đó, đây là cái khu xung quanh đó, chào các bạn nha.